chào các em đến với kênh giải trí Toy for Children. Hôm nay chúng ta sẽ lắp ráp robot khủng long nha các em. Trên tay anh Tom lúc này đó là chú khủng long Bison Triceratops. Nhìn chú giống với T-Rex quá phải không các em? Đặc điểm của chú là có tới 3 sừng ở trên đầu lận đó. Còn đây là chú khủng long lưng dài Stegosaurus. Đây là loài khủng long ăn cỏ. Do có thân hình to lớn và chân ngắn cho nên khủng long lưng dài di chuyển khá là chậm chạp nha các em. Còn đây là khủng long bảo chúa T-Rex. Chú khủng long ăn thịt đáng sợ nhất quả đất của chúng ta. Khủng long bảo chúa là loài có kích thước to lớn và có hàm răng vô cùng khỏe. Sức cắn của chú có thể cắn nát chiếc ô tô đó các em. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắp ráp nhé. Trò chơi lắp ráp robot của anh Tom đến đây là hết rồi. Anh Tom và kênh Toy for Children xin chào và hẹn gặp lại các em nhé. Xin chào.